Lời đầu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể anh em chờ đôi mình Tổ quốc. Hôm nay là ngày 14 tháng 5, à xin lỗi, 14 tháng 8. Em xin hãy giới thiệu tiếp một chữ đầu đến từ thương hiệu của Pure, model của nó là PD7010. Model này em bán khá là nhiều rồi. Chất âm của nó đều ba dài, mắt đọc rất là tốt và thêm mà đó là hai hồi gỗ hai bên, nhìn rất là cổ điển và sang trọng. Chiếc này thì được sản xuất khoảng năm 1986, nó sở hữu cái xa ngang là 45,5 cm, chiều cao của nó là 9,5 cm và chiều sâu là 31 cm. Nó nặng khoảng 6 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen, thêm vào đó là hai hồi gỗ thiết kế rất là cổ điển. Mắt đọc thì ba chùm tia bền bỉ ổn định và không ken đĩa. Đồng hồ quartz hiển thị khá là đẹp mắt. Đây một chiếc đầu đáng để bác trưng bày đấy ạ. Phần chip giải mã của chiếc này cũng có chip giải mã 20152 cho chất âm đều ba dài, chi tiết và mộc mạc. Đấy. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Về phần mặt tiền thì em này đẹp xuất sắc nhé. Đấy. Đẹp gần như là không tì vết. Về phần hồi gỗ đây thì có vết sức nhẹ đấy. Đấy. Và cái đoạn này là cái đoạn rắn keo nên ra nó hơi bị mấy kiểu lớp bóng một tí nhé. Đấy. Yeah. Đấy. Bên này cũng vậy các nhé, lớp sơn bóng đây thì nó có chảy nhẹ đây, cái dưới này như thế đấy. Ở đây có cân nhẹ chút đây. Đấy. Nhưng mà cái trước nhìn thì không rõ nhé. Đấy. Ở phần cạnh trên ngoài gỗ rất là đẹp luôn. Đấy. Cạnh trên thì nó có vết xước đây, một cái vết xước này. Đấy. Đây, cạnh trên bên này rất là đẹp. Lắp lưng giám xi rất là đẹp nhé. Và phần phía sau thì theo năm tháng thì nó có ố lấm chấm như vết đá này. Đấy. Và chiếc đoạn này thì trang bị có một đường alux thôi. Model của nó là PD7010, điện 100V, công suất của nó là 12W. Và seri của nó là FI10111984. Đấy. Hồi gỗ vuông vắn đẹp và có một đường nguồn cấp da. Đấy thôi, cũng vuông vắn nhé. Đấy. Ở đây em mở phần nội thất bên trong cho để các bác quan sát. Phần nội thất bên trong của chiếc đồ này còn rất là mới, máy móc là zin nguyên bản. Đấy, mặt đọc zin theo máy luôn, nguồn thì dùng nguồn Bando, sắt si có nhìn ạ. Rất là mới luôn, sáng choang luôn. Đấy. Tuner họ thiết kế khá kỹ càng. Tụ nọc của nọc Ella 3.300 mi một tụ. Đấy. Và đây nó chip giải mã, nó nằm đây có thanh tản nhiệt đây này. Đây là phần đáy phía dưới là mới. Đấy. Sáng choang luôn. Rồi và sau đây thì em xin test cái phần mắt đọc cũng như là chức năng hoạt động của chiếc đồng này để cho các bác được thưởng thức. Và chiếc đồng này thì bên em bán với mức giá là 1,8 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Và bên em tặng kèm không một đĩa CD gốc để cho các bác nghe là theo chương trình. Và trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra sản phẩm bên em, không may nó sự cố thì các bác giữ bên em niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng ngưỡng an toàn 100% các bác. Hoặc các bác đổi cho sản phẩm khác tùy tiêu ý của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng hỗ trợ sửa chữa cho các bác nếu sản phẩm bị lỗi mà không có thợ sửa. Tiền phí thì các bác thanh toán cho bên em. Đấy. Đầu thì không kén đĩa nhá, đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng cũng đĩa lòng trắng ạ. Đây em test một cái đĩa sao chép với Polo đây và thưởng thức nhá. Ngoài ra nhận đĩa mà cái mực thưởng thức ạ.
Thank you.
Xin phép được dừng video test ở đây. Thì chiếc đầu này bên em bán với mức giá là 1,8 triệu đồng. Em bao ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Chất âm của nó là khá là đều ba giải. Chi tiết số điện thoại là 0907 223 269 em ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ.